thường sanh an nhẫn tịnh tín. Chúng đại Bồ Tát tu an nhẫn ba la mật đa như thế, đối với các hữu tình muốn làm lợi ích lớn, nhất định sẽ được sắc thân vàng ròng, tướng hảo trang nghiêm, người thấy hoan hỷ. Vì vậy Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát đều nên tinh tấn tu sức an nhẫn, nhẫn nhục lãnh thọ tất cả các nỗi khổ oan gia báo hạ.